Thôi Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên nha. Đó, màu của chú Dũng Linh, cô chú anh chị. Hiện Tiên vừa được vào. Đi một vòng để mình mới ở tầng dù lên. Buổi sáng ở mộ của chú, cô chú anh chị. Ê, sao gì sớm bó mèo quá vậy? Cái bụng sẽ đé mà. Ê, sao nhà nóng lâu giống coi sắp chết mà. Mày nhìn cái ổ dưới sao nhìn sao bữa hổm không ra được mà sau nay thấy ông không ra nữa ta. Ở cái này thấy căng căng nha, căng. Để nay nhìn cái lúc mà bình thường nếu mà nó đi ăn hay là nó khỏe thì nó sẽ bóng lắm cô chú anh chị, còn cái này xưa bữa nay nhìn nó nhợt nhạt sao á. Bữa nay là ngày chủ nhật đó, nhưng mà cô chú nghỉ cũng được dài 4 ngày thì Hiện Tiên xin chúc cho cô chú anh chị có những cái ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ hạnh phúc với gia đình của mình nha. Lần này chắc cũng có nhiều gia đình và cũng sẽ có những cái chuyến du lịch xa ha. Thật là vui vẻ nha cô chú anh chị. Rồi lúc nào cũng rất là lớn luôn. Bà con cả thầy chắc là lúc hết lúc không thôi sao kìa, kiểu nó còn sót là ga. Những người già yếu tâm thần.
Giờ hết ha. Chung là sáng á, thì ai không muốn đi sớm đâu, nhiều khi là ta còn phải chuyện gia đình chưa có sắp xếp được, hoặc là cũng có thể mình mệt quá nha. Với lại hồi trước á là nhớ không, em làm xong hết cái nồi chạy về em trước vậy, anh nhầm nhớ không? Đó. Thành công là còn được. Hiện giờ cái qua viên á cho vô trải. Chứ không thì em cũng vậy rồi. Giờ ta cho vô trễ hay sao về được. Mày ở lại đi. Giờ 6 giờ mới cho vô. Em lao mà quá là không còn cái lá luôn. Sao không cũng quay nha. Có ta đầy đủ lá lao lá ra đủ hết bốn đầu lá luôn. Sống sao bình thường, cuộc sống như mình sống sao cho nó bình thường ha.
giờ lấy nước cho chú anh chị. Qua có anh có phá cái bàn ra không anh? Mở ra chưa? Anh mở ra đi em lấy cái bàn cúng luôn. Lấy cái bàn cúng kẹo cúng sáng. Rồi lại đi múc nước. Để hứng nước nha. Anh lại cúng trước đi anh ơi. Lại cúng trước đi rồi đặng hơn mình sắp lại cái mấy cái hộp này nữa nè. Mình bỏ giấy đi vô cho nó gọn. Ba đèn cầy rồi của cô Năm ngày hôm qua rồi nữa đó. Hôm nay là mua bánh ít chỗ khác cho chú. Ừ đúng rồi. Bỏ ra cái mâm thành sao? Ủa cúng à... cúng bao một bạch hay nhiêu? Cái này đúng bạch à? Mấy bạch đấy. Bạch mới hả? Ừ. Ừ, mấy bạch mới đi. Ừ. Là khi ra lúc vào có thần theo họ về. Chừng nào? Thì anh... tại anh về nhà. Chứ lâu? Giờ là anh không về đến chỗ. Ủa cái này mình nãy để đâu anh? Đây hả?
không 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 cái sô cô la. Cái này có đá ăn ngon. Đúng rồi. Ôi sáng sớm mình mất chút ô cậu ơi. Chắc môi mình khui mỗi loại cho coi. Sáng mà đã mất vụ kẹo cậu rồi cậu ơi. Ê chảy người ta. Rồi kẹo là phải có đá mới được, có đá là nhảy. Chơi chảy tại vì Sikula là mình phải ướp lạnh. Y bữa hỏi cái chị đi từ Đức về á, là chị ướp đá luôn vô thùng đá lên. Có thì sáng thì mình lẫm mết và tiên cũng đã cúng rồi cô chú anh chị. Đó. Cũng bánh ít ha. Đó, bánh ít. Rồi sô-cô-la, sô-cô-la rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Buổi sáng thì mới có ba anh em à, vợ chồng mình làm mết và anh Ngọc của chú anh chị. Anh Ngọc là đang đi lấy nhang để làm gì đây, đi khắp xung quanh. Em chỉ lớp khóa chạy qua thì chị nói là lớp thứ ba là cũng không, nhưng mà thôi chạy sô cô la thì mình nên cúng sớm để lâu thì cũng tốt. Chạy sô cô la là nó có điều đặc biệt đó. Mời anh làm xong chưa? Giờ em tính dọn mấy cái chỗ này nè. Lấy cái bàn ra nữa. Lấy cái bàn ra bỏ kinh lên.
trong lại nói ra những kia đã là gì điều mà bao đại quay lại đây luôn, bỏ kênh lên luôn. Lấy kênh ra bỏ lên cho anh chị. Không xong rồi. Quá quá rồi. Ship lại cho nghe ngắn cho chú anh chị. Vậy chứ mình để đây qua cũng có mấy cô về hỉnh rồi đó. Cô hỏi hỉnh được không? Có lúc mấy cô rồi sao anh? Chứ anh tưởng gì anh Ngọc, sao anh hỏi rồi? Em nghe rất rõ. Ủa sao trên đây có nước? Ủa đổ dầu rồi? Đó, để nghe mở gì vậy? Dầu nó bị lụt rồi. Ê, vậy lấy gì hứng vô? Anh để đó là hơi ướt cái nền của cậu nữa. Ờ, bữa em thấy để nằm em cũng ngán ngán rồi. Nó dầu lỡ để nằm rồi đó. Ok.
ở Mỹ đó chị. Hiểu, nhưng mà chị ngồi sô cô la ở Mỹ. À, cái chai này nè, giờ xài hết rồi nè. Đó, thấy không, chai này xài rồi, mà bỏ vô nó bị gì đó. Bỏ vô lại đi, bỏ vô lại gì đó, nó đâu rồi. Sợ nó cặn lên nha. Đó, có cặn nha. Cặn lọc được. Này lấy khăn giấy của anh Minh á, khăn giấy của anh hút dầu lắm. Khăn giấy em đổ lại mình xài chứ. Không, ý em nói là anh lau cái dưới này nè. Hiểu không? Ừ. Này, nhanh lên chạy. Hên á không? Em nói để chút nữa lấy ra hết vệ sinh. Rồi kìa. Chưa cặn hả? Trời rồi mà sao bỏ vô đây chi ta? Hello anh. Cái này nãy anh lau sạch hết chưa? Anh lau cái đế rồi. Vậy giờ mình bỏ vô lại phải không? Mình chưa khui rồi nó đâu có bị gì đâu, phải không? Hello anh Thông. Ồ, nè anh Thông lên sớm ta. Qua cái clip đó được nhiều anh. Hèn gì, nay ta sớm. Ghê vậy? Vậy là cậu độ rồi. Ờ, cậu độ, bữa nay anh đi sớm. Rồi con mấy anh em đi sớm của chú anh chị. Anh yêu á, anh không có ăn đồ cúng. Bài đặt. Chứ mình mấy anh em mình bình thường mà, mấy anh em mình là càng tốt. Đó đang cúng nè. Đúng rồi. Đó là mấy anh em chịu nhận hả nha. Quan trọng em chịu không? Quan trọng em chịu nhận không? Bây giờ mình bỏ này vô hay sao? Bỏ đó vô đi. Với đèn này. Đèn này giờ không biết để đâu. Để phía trên này được không? Đó, của khu 5 á. Nè em. Thằng ơi căn khô quá. Đó, là bóng thu phòng nãy mình. Ừ, nãy là nay. Nay lại lau mộ rồi cho chú.
để em đây đi. Đây ủa được. Là anh thông hôm qua là 8 mấy ngàn hả? 6 mấy. Nè. 6 mấy ngàn hả? Nè nè nè, bỏ đây. Vậy là tính ra là cậu cũng đậu anh rồi. Rồi, mà, để đi luôn. Mà hắn này lâu lắm mà mới lên đúng không? Đó, thấy chưa? Hôm qua hôm kia về em thấy lạ mộ đây. Nhưng mà lâu lắm rồi. Em cái đèn này. Cái này có cái dầu gì. Được không? Hết chưa? Hết chưa? Hết đèn chưa? Hết đèn rồi. Rồi giấy, 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 hả? Ủa, cô đi thăm mộ gia đình. Ơi, thăm mộ gia đình hay là thăm ngay chú vậy? Lấy hai bịch ra thôi nha. Lấy thêm một bịch ra ngoài đi để hết trong thôi. Đúng rồi. Cái này để ngoài luôn ha. Rồi đây nè. Áo mưa đó đúng không? Phải phải áo mưa này khỏi luôn. Áo mưa của Ngọc. Đúng rồi. Ủa còn Nhan này đâu ạ? Dạ. Cái này hả? Được, nhưng mà đều cái ở phía dưới á là tụi em hay rút nhang á. Ở phía dưới mấy cái nào mà nhang ha, đèn cày á, hai anh bỏ lại đây em nha. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nãy xem này lạ không quá anh không? Ơi em Hải hình này lạ lắm cô chú anh chị ơi. Hôm nay thì cấp của Hải là vô để mà sắp xếp ba cái nhang rồi để kia để khách lại hôm nay vô không được rồi. Cấp của Hải là vô thì một nỗi nhẹt. Đó thì còn ta gọi là gì? Trong đạo ta gọi là gì? Vô Minh. Ung mơi hả? Coi kìa. Ủa qua lễ mấy anh về có chơi gì không? Đi chơi đâu không? Nhậu hả? Đây nè. Bắp với kiểu sô cô la. Bạn Hải quá lạ luôn cô chú chị ơi, sao thời gian là nhờ nói lỗi giờ đi lại đây. Á lau mộ chú này hỗ trợ mấy anh em cô chú chị. Dùng kẹo nè, bắp nè, bánh nè sao đó.
em nhúng cái ly nước ở giữa đó, ly nước giữa là của chú. Ờ đúng rồi, mời chú hút thuốc với uống nước luôn. Rồi cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh của một ngày tốt lành đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha.